Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Cộng viên khủng long. Và hiện tại ở dưới cái phòng nghiên cứu của mình thì hai nhóc cá cổ đại đều đã kiểu như là lớn rồi. Tuy nhiên về cái mặt ngoại hình đó thì vẫn giữ được cái nét ban đầu lúc mới nở. Đó là một điều cũng khá là hay nha. Còn ở bên đây thì Edaphosaurus cũng đã được mình thuần phục sau vài lần cho ăn rồi. Và hiện tại thì em này đã tăng trưởng khá là nhiều về kích thước nè. Mình có search Google á, thì loài này có một cái tên gọi khác, kiểu như là biệt danh vậy. Đó chính là thằng lằn vỉa hè. Nghe khá là lạ nha. Nhưng mà nói chung là em này đẹp á, mình nhìn cái phần lưng là rất là ấn tượng luôn. Bữa nay thì chắc mình sẽ xây dựng một cái nơi ở cho ba cái loài này, chứ không thể để ở dưới cái phòng nghiên cứu của mình mãi như vậy được. Đầu tiên là Tita Alex. Nhà gần nhà mình thì cũng có khá là nhiều hồ. Đây, ngay đây có cái hồ luôn nè. Đó, mình sẽ cho Tita Alex xuống đây ở nha. Ít ra thì cái hồ này nó cũng được ở ngoài môi trường tự nhiên. Rồi một tí nữa mình sẽ trồng thêm cây nè, rồi trang trí thêm sau, là có được một cái nơi ở đàng hoàng rồi. Chưa, để bây giờ mình tiêu diệt những cái con Slam Ngọc Ender này cái đã. Ây da, nó đánh mình. Wow, quá trời Ngọc Ender rơi ra cho mình luôn nè. Rồi hy vọng là Tita Alex không có trèo lên bờ rồi đi lung ta lung tung nha. Mình sẽ đi xuống dưới cái phòng nghiên cứu của mình để mình dắt thêm Diplocaulus nữa. Mình sẽ để ở cái hồ bên này. Ây 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 ây. Cái con xương này láo thế nhờ. Ây, bắn cái gì? Né 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 né. Vô giáp lá cả, vô. Vô, đúng rồi, cắn nó em. Ôi. Wow, Tita Alex trèo lên bờ bảo vệ mình kìa. Quay. Nói chung là những cái loài khủng long mà mình thuần phục rồi á, rất là trung thành luôn. Chỉ cần mình gặp vấn đề thôi là sẽ sẵn sàng sống ở dưới nước nhưng mà trèo lên bờ để chiến đấu bảo vệ mình mà. Quay, mình rất là đánh giá cao cái tinh thần đồng đội của Tita Alex nha. Thưởng cho em miếng thịt nè. Quá là xứng đáng luôn. Nhưng mà vậy thì cũng không ổn, tại vì em có thể trèo lên bờ rồi đi mất nhờ. Chắc mình phải rào lại xung quanh thôi. Vật liệu xây dựng hôm qua còn dư một ít đấy, mình sẽ tận dụng mình mình xây nốt luôn. Chủ yếu là mình làm một cái bức tường nó cao tầm 2 ô để tránh trường hợp Tita Alex đi lạc thôi. Ồ, con này đi đâu vậy? Đi chỗ khác chơi. Cái bức tường này thì mình sẽ xây cho nó theo kiểu ngẫu nhiên thôi. Nó không theo một cái hình thù gì đó nhất định hết. Mình cũng có chừa một cái khoảng không gian ở đây nè, nhỡ mà nhóc cá này có muốn lên bờ đi bộ các thứ thì vẫn có thể nha. Đó, và không gian thì cũng tương đối rộng ấy chứ. Ui. Đó, thấy chưa. Trời ơi, định lên ăn gà của mình thấy gì á. Nguy hiểm nha. Wow. Diplocaulus thì mình không sợ, tại vì cái loài này hình như là dành toàn bộ thời gian ở dưới nước thôi. Còn riêng cái em này tại có cái chân nè, nên là có thể trèo lên bờ bất kỳ lúc nào đấy. Nguy hiểm thật sự. Hiện tại thì cái chỗ của nhóc cá cổ đại này đã được mình xây xong rồi nè. Muốn trốn cũng không được đâu cưng. Trời ơi, thấy vậy chứ cũng ganh ma lắm nha. Hở cái là muốn bỏ trốn à. Không bé ơi. Và chắc sẽ đẹp hơn nếu như mình trang trí trong đây là những cái cây kiểu như thời tiền sử luôn nha. Mình có rất là nhiều hạt giống luôn. Mà không biết hạt giống này khi mình trồng xuống thì nó sẽ ra cái cây gì nữa. Thử nha, bữa nay mình sẽ thử mình ươm mầm thử coi. Mình đang hết biogu rồi nên mình cần phải gặt lúa để chế tạo thêm biogu dùng dần mới được. Múc sữa rồi ấn công thức thôi. À, còn thiếu trứng. Đây, mình sẽ lấy thêm trứng. Làm được cỡ 8 cái biogu đó. Sau đấy xuống đây và ươm mầm thôi. Mà ví dụ mình ươm mầm mấy cái cây thì nó có kiểu như phát sinh ra lỗi không ta? Hình như không. Tại vì cây là thực vật mà, đâu thể nào tạo ra được những cái sinh vật kiểu biến dạng như mà lúc mình kiểu như up mấy cái DNA. Cũng có thể lắm. Rồi, còn riêng về phần thằn lằn vỉa hè thì để mình coi đâu là nơi thích hợp nhất cho cái loài này ta. Mình vẫn chưa tìm được một cái nơi nào lý tưởng cho cái loài này hết. Để chung với những cái loài khủng long khác thì mình sợ nhỡ mà kiểu buồn buồn hay là sợ chết cái khủng long khác ăn thịt cái em này luôn thì không được. Chắc mình phải kiểu như xây một cái khu riêng, kiểu như để dành cho những cái loài thằn lằn
hoặc là mấy cái loài côn trùng sống chung với nhau ấy, kiểu kiểu vậy. Cái khẩu phần ăn của cái loài này thì đa số là thực vật thôi, nên là có thể sống chung với những cái loài côn trùng khác trong tương lai ấy. Ừ, được 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 được. À quên nữa, mình mới xây cho kiểu như Tiktaalik nơi ở thôi. Còn về phần Diplocaulus thì mình vẫn chưa có làm nơi ở nè. Mình cũng sẽ làm cho ẻm một cái nơi tương tự bên kia. Em nào thì mình cũng yêu thương thôi, nên là mình sẽ xây hết. Rồi luôn, hai nhóc này đều có nơi ở an toàn rồi. Ồ, hình như mình chưa làm cái chỗ ra vào đúng không? Nhưng mà chắc cũng không sao đâu, mình có khả năng nhảy cực cao mà. Có gì mình nhảy vô một phát luôn. Khỏi làm cái cổng ra vào luôn cũng được. Không, nhưng mà nói cũng phải có một cái chỗ ra vào nhìn cho nó kiểu như lịch sự chứ. Ồ, xong rồi, hết sắt rồi. Ây da, mình tính làm một cái cửa sắt cho nó kiên cố, mà hết sắt mất tiêu. Trong ba lô thì cũng không còn cái nịt luôn. Vậy là bữa nay chắc mình phải có một chuyến đi mai để kiếm thêm sắt, để dành trong tương lai mình làm cửa cho những cái chuồng khủng long rồi. Thiệt tình luôn á, giờ mình thuộc diện là hộ nghèo rồi đó. Ồ, mình đã ươm mầm xong cái hạt giống mới rồi nè. Ừ, không biết hạt giống này trồng như thế nào đây. Mình có cần, chắc phải có một cây cuốc thì mới có thể trồng được ấy. Hình như mình lạc mất cây cuốc kim cương rồi. Thôi dù mình dùng tạm cuốc đá cũng không sao đâu. Đây, lấy cây cuốc đá này ra ngoài ươm mầm thử coi, để xem khi mà lớn lên thì cái mầm cây cổ xưa này nó sẽ phát triển thành cái cây gì. Đầu tiên là cuốc ngay đây đi. Đây là một loài hoa. Quay, đây là một loài hoa cổ xưa nè. Nó màu tím tím nhìn cũng đẹp lắm. Được thế nhờ. Bên đây thì hơi trống nên mình sẽ trồng cái mầm cây cổ xưa đi. Đây mình sẽ trồng xuống như vậy. Có nên dùng bột xương bón cho nó lớn luôn không ta? Cái cây này hình như là giống cái cây bên kia á, cái cây xanh xanh đằng kia á. Mình trồng thử. Ủa không phải hả? À nó giống cái cây bên này. Ra vậy. Thế nhưng mà hiện tại mình chưa có nhiều cái món đồ để mình trang trí ở dưới mặt nước lắm nữa. Hầu như là không có luôn. Sắp tới chắc mình phải kiểu đi tìm một cái vùng biển nào đó để mình có thể kiếm rạn san hô đồ mình gắn vào dưới mặt nước thì chắc sẽ đẹp hơn ấy. Và cái mầm cây bên đây nè, thì mình không cần nhất thiết là phải đặt ở trên những cái đất được cuốc đâu. Mình đặt ở trên mặt đất thường nó vẫn nhận nha. Hồi nãy tự nhiên ăn cái con gì không biết nữa, chúng độc quá trời quá đất luôn. Mình có thể nhân giống được cái loại hoa này hay sao á. Ồ, chính xác rồi. Wow, cái loại hoa này hay lắm. Mình có thể dùng bột xương vào nó là nó sẽ mọc lan ra bên ngoài. Ui, mình có thể nhân giống một cách thoải mái luôn này. Đã. Mình sẽ trồng thật là nhiều hoa Dihophia. Rồi luôn, cái chỗ của Tiktaalik có rất là nhiều hoa màu tím tím này luôn. Quá đẹp. Tương tự bên đây mình cũng sẽ trồng một ít nè, tại mình còn dư mà. Wow, Hay phết. Rồi, giờ thì nhìn nó đã đẹp hơn rồi đó. Cho thêm một ít cỏ cây hoa lá vô coi. Xong luôn. Giờ chỉ còn thiếu cái gì ta? Đúng rồi, thiếu một chút ánh sáng. Đem một ít đốt vào ngay đây. Rồi, như vậy thì sơ bộ thì hai cái nơi ở của hai loài cá cổ đại đã được mình hoàn thành rồi. Tiếp theo thì mình sẽ làm một cái nơi ở cho thằng lằn vỉa hè mới được. Em nhìn ra ngoài giống như là khao khát có được một cái nơi ở giống như hai loài cá kia ấy. Nhìn thấy thương chưa? Nhưng mà mình đã gần như là hết thủy tinh để mình có thể làm được những cái lồng kính để nuôi thằng lằn rồi. Giờ chịu cực xíu đi cưng. Ở nhà một thời gian đi, anh đi tới vùng sa mạc anh tìm nguyên vật liệu về rồi anh xây liền. Đừng buồn nha, để coi có đói chưa. Ồ, hơi đói rồi nè. Ăn lá không, có ăn lá không? Ồ, ăn lá được. Quay, cái loại này dễ ăn thiệt sự luôn, ăn lá cây cũng được nè. Rồi ở nhà đi, mình sẽ cất đồ rồi sau đó chúng ta sẽ có một chuyến đi khám phá tìm một cái gọi là sa mạc. Bữa nay mình phải gán tìm một cái sa mạc mới được, để sắp tới nó có thể cung cấp cho mình một lượng lớn cát phục vụ vào công việc xây dựng của mình.
Mà trước khi đi thì để mình sửa lại cái xẻng của mình cái đó. Không thôi là một hồi nó sẽ hư trong lúc mình lấy cát về đấy. Rồi sửa lại một cái. Đồ ăn thì đầy đủ rồi nè. Giờ thì lên đường thôi. À tí nữa thì quên, mình được các bạn chỉ cách để cưỡi khủng long rồi. Và mình đã biết công thức để làm ra cái đồ đó. Nó chính là một cái cây whip. Cái này thì mình sẽ có thể leo lên lưng những loài khủng long và có thể cưỡi đi khám phá luôn ấy. Nghe có vẻ khá là hấp dẫn. Thành thử ra bữa nay mình muốn thử cưỡi Stegosaurus. Đây là khủng long đầu tiên mà mình kiểu như là sở hữu á. Đâu để mình thử cưỡi coi. Được không? Oh, không cưỡi được. Nhưng mà em này thì mình cưỡi được nè. Oh, vậy là có một vài loại khủng long mình không thể cưỡi nha. Oh, ok, mình sẽ thử cưỡi Parasaurolophus thử xem. Rồi, đi ra. Ê, không ra được. Oh, đây, 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 ra được rồi, ra được rồi. Đóng cái này lại. Và Parasaurolophus chạy rất là nhanh luôn. Trời ơi, thích quá à. Cực kỳ nhanh luôn ấy. Như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều lương thực trên cái chuyến đi này đây. Tại vì sa mạc thì chắc cũng sẽ khá là xa nơi ở của mình đấy. Quá đã luôn. Chỉ tiếc một điều là mình chỉ có thể cưỡi thôi nha. Phải chi mình vừa có thể cưỡi và vừa có thể ra lệnh cho khủng long tấn công thì hay biết mấy luôn á. Mà không sao, cưỡi được là vui lắm rồi. Ồ, tuy nhiên thì mình có thể lặn dưới nước bằng khủng long không? Ồ, vẫn được. Tuy nhiên thì tốc độ không có quá nhanh nha. Trên đường đi mình còn gặp được một cái ngôi nhà gì nữa nè. Quay. Ê, chưa, từ. Bên ngoài có cướp. Để mình cho khủng long mình ngồi yên cái đã. Rồi ngồi yên nha cưng. Tên cướp này lén phén lại đây đi, ngon đụng vô khủng long rồi đi. Định ăn cướp cái gì? Ok, mình sẽ để khủng long của mình thiếu cái đã. Để mình vô đây mình tập trung khám phá trước. Rồi, chỗ này có vẻ là một nơi khá là rộng lớn đây. Có rương luôn. Có xương. À, nó bắn. Này thì dám bắn mình. Có rương luôn nha, nhiều lắm. Có được một cái túi chứa đồ. Wow, nó là một cái ba lô cực kỳ bự luôn. Xịn vãi. Ồ, nhưng mà sao có đúng chỗ này là có đồ vậy ta? Mấy chỗ khác không có đồ trong vậy? What the heck? Có giấu đồ trong đây không? Không có. Để mình thử lên tầng trên xem. Ê, tầng trên mình nghe tiếng con xương rồi. Nhện nhiều lắm. Để mình bắn nó bớt cái đã. Ôi, nó mặc giáp kim cương luôn kìa. Trời, một con xương đen mặc giáp kim cương. Sao nó chạy nhanh vậy? Ây, cá bạc nữa. Quá trời quá đất quái luôn. Ui, căng rồi. Đừng có đẻ cá bạc nữa mà. Gì mà nhiều cá bạc dám ăn luôn á. Rồi, mình dần sửa được con xương rồi. Yeah, lên thôi. Ui. Ow, nhiều quái lắm. Mình phải tìm cách mình lên mình đập cái lồng spawn thôi. Mình nghĩ trên đây nó sẽ có cái lồng spawn ấy. Chính xác rồi. Đập cái. Không đập được. Rồi, đập được rồi. Yeah. Còn cá bên đây nữa. Đập nó. Ui, con nhện trong đây nó chơi đồ hay sao rồi? Nó chạy nhanh lắm. Trời ơi, mấy con nhện này tụ tập rồi chơi bời trong đây. Để mình xử nó. Cái tội hư hỏng. Này thì hư hỏng chơi đồ nè. Wow, hồi nãy mình có than là mình thiếu sắt á. Thì vô cái công trình này nó cho mình quá trời sắt luôn. Kể cả vàng nữa nè. Quá đã. Kim cương luôn. Wow. Cúp gia tài. Mấy viên? 4 viên. Yeah, và còn vài cái rương để mình lướt thử xem. Có bột phượng hoàng. À, một xíu về chắc mình sẽ tạo ra cái trứng phượng hoàng mới được. Tại vì mình cũng có khá là nhiều bột phượng hoàng rồi. Quên mất. Được nha. Bên đây thì có thêm một cái cánh cứng sửa chữa luôn. Xịn vãi. Quá trời đồ tốt nè.
Một cái áo giáp kim cương. À nhưng mà nó... Ok, lượm tạm đi. Hết rồi. Ừ, nói chung trong đây nó cũng cho mình được một mớ đồ á. Kể cả len cù nữa nè. Mình sẽ lấy len cù về, biết đâu mình lại dùng tới thì sao. Lấy về, len free. Chủ yếu mình lấy về biết để sắp tới mình làm mấy trái banh cho khủng long chơi á. Cũng ok. Rồi, may quá, khủng long của mình vẫn còn ngồi đây. Và không có con nào dám đụng vô khủng long mình hết. Vậy thì tốt. Giờ thì... tiếp tục lên đường thôi nào. Cái tên đó có chừng á. Nãy giờ người lãng phí người dám nhìn trộm khủng long của tao đúng không? Tấn công nó. Tấn công nó em. Ok. Bém nó, nãy giờ nó nhìn trộm em nè. Này thì Ripper. Tấn công nó. Cắn nó đi. Ok. Ui sao nay hiền vậy? Trời ơi, nay tự nhiên khủng long của mình hiền đột xuất ta. Bình thường em này là quýnh hơi bị ghê luôn. Dùng cái đầu và có cái sừng nè. Hớt cái địch văng cao lắm. Ây da, nãy Ripper mới nổ ẻm cái. Thôi để mình cho ẻm ăn lúa lại. Ok, ăn đi cho no rồi. Để mình cưỡi đi tiếp nè. Chặng đường còn xa lắm. Nãy giờ đi thì chưa thấy dùng sa mạc nào hết luôn. Hơi bị xu nha. Để mình đào số hóa thạch này ra coi. Quá trời quá đất luôn. Có thêm xương khủng long nè. Trung bình thì mình ghé vô vài cái ngọn núi á là mình sẽ có được cỡ mười mấy cái mẫu biofossil mang về ấy. Cũng khá là hay, giúp ích cho cái công việc phân tích hóa thạch của mình trong tương lai. Đây nữa nè. Ê, ở dưới có cái thanh niên dân làng đột biến mà lúc trước đập chuồng cơ. Mình có mối thù không đội trời chung với tên này. Tấn công hắn. Khủng long. Đúng rồi, xúc hắn. Này thì ha. Này thì dám đánh mình ạ. Anh ăn khủng long. Ôi trời ơi, cái kèo này không, sao khủng long mình không đánh trúng hắn nha. Ồ, khủng long của mình bữa nay kiểu bị hiền làm sao á. Đây, giờ mới chịu đánh nè. Trời đất ơi. Đúng rồi, tấn công nó. Xúc nó đi. Phải tập luyện khả năng chiến đấu mới được. Chứ kiểu hiền quá là dễ bị ăn hiếp lắm đấy. Bữa nay là một ngày mình sẽ huấn luyện cho các nhóc khủng long của mình khả năng chiến đấu mới được. Để sau này mỗi khủng long đều là trợ thủ đắc lực của mình. Nhưng mà khả năng tấn công thì không chính xác lắm nha. Nãy giờ đánh toàn hụt không nha. Trời ơi. Trong cánh rừng mình thấy có cái loài gì lạ vậy. What the heck. Ma cây hả? Không, đây là Ostec. Ủa cái gì á? Ủa? Ồ, cái loài này mình có thể dùng một cái cây để mình bế mang về được nè. Ồ, hồi nãy mình làm sao á mà cái loài này kiểu leo lên đầu mình luôn. Ôi, ôi, ôi. Ôi trời ơi. Ripper. Wow, đây là loài mới nha. Được á. một sinh vật mới mới gặp trong cánh rừng luôn. Cái chuyến đi này thì mình không đánh giá cao khả năng chiến đấu của Parasaurolophus cho lắm. Nên bây giờ mình sẽ thử với một chốc khủng long khác. Ê, cái con này. Thì ra người chọn cái chết. Nghĩ sao nó dám vô lãnh địa của khủng long mà nó đánh mình kìa. Mấy con đó liều thiệt. Mình sẽ cưỡi nhóc này coi. Mình có thể cưỡi Ankylosaurus nè. Em này thì chạy cũng khá là nhanh luôn. Còn nhanh hơn cả em trước cơ. Được, cưỡi liền em này đi thôi. À thôi, hôm qua mình mới dắt Spino đi rồi mà ta. Quên. Mỗi lần đi ngang chỗ của Spino là mình muốn cưỡi Spino quá. Một xíu về cưỡi sau cũng được. Đây rồi. Cuối cùng thì mình cũng tìm tới một cái vùng sa mạc rồi. Đã chưa. Ui dây. What. Mình mới phát hiện ra một cái khả năng mới của cái loài Ankylosaurus này. Đó chính là cái năng nhảy rất là cao luôn. Wow. Coi này,
mình nhảy một cái vèo một phát xa lắm. Ủa, ồ, hay là do khả năng nhảy cao của mình ta. Đây, ồ, đã thì chứ, được đó nha, giờ mới phát hiện. Rồi, và khi tới sa mạc thì mình sẽ lập tức dùng cái cây sẻng của mình để mình đào thật là nhiều cát mang về thôi, phục vụ vào công việc xây những cái nơi ở cho khủng long nữa. Bây giờ nhưng mà chỗ này nó hơi lát nha, thì nó mới lót ra khu vực này á nên nó hơi bị lát một xíu. Ok, mình nghĩ như đây cát là đủ cho công việc xây dựng của mình rồi, trong một thời gian rồi đó. Giờ thì về nhà thôi. À mà trước khi về nhà để mình tìm coi gần đây có kim tự tháp không. Ý, cái sa mạc này bé xíu à. Mình cứ tưởng sa mạc này sẽ bự lắm nhưng mà không, nó bé xíu à. Đi có một tí tẹo là hết rồi. Wow, đằng kia có tòa tháp gì cả. Để mình bay qua đó bằng năng lực của Ankylosaurus coi. Trời ơi, nhảy mà. Nhảy siêu cao luôn. Đã thiệt chứ. Ờ, nó có tới tận 2 tòa tháp lắm à. Ok, coi thử như thế nào. Ồ, trong đây có lòng spawn. Cắn nó, Ankylosaurus. Đúng rồi, hay lắm. Ây da, mình sẽ vô đây để đập lòng spawn lên. Lụm nó. Đúng rồi, khủng long thì đánh nó zombie đi, mình thì mình sẽ lập lòng spawn. Con chia công việc rõ ràng rồi đó. Rồi, công việc mình là lút rương thôi. Ui, thôi xong rồi, khủng long mình đi lọt xuống cái lỗ rồi. Oh no, mình cần phải bế khủng long ra ngoài mới được. Chỗ đó chặt chọi quá, không phù hợp cho khủng long đi vào đâu. Rồi, ngồi ngoài đi. Để mình vô trong mình khám phá một mình cũng được. Ui, sao trên này nhiều xương thế? Thật, cả đống con xương luôn. Wow, căng vậy. Trên này thì có mấy cái bùa đồ cho mình. Ờ, à, hết rồi. Cái chỗ này cũng không quá rộng lớn. Còn bên đây thì sao? Chỗ bên đây bên trong có... À, bên trong có rương nha. Wow, bé bé như vậy mà bên trong cũng nhiều rương phết này. Nhưng mà rương trong này thì có vẻ không được xịn cho lắm. Chủ yếu có vài cái sắt thì chắc mình sẽ lấy mang về được này. Trên đỉnh thì cũng không có rương luôn. Ok, thôi được rồi. Giờ thì chắc về nhà và nung số cát mà nãy giờ mình đào được để chuẩn bị xây nơi ở cho thằng lằn vỉa hè thôi. Wow, cưỡi chiến này mình mới biết Ankylosaurus lại có một cái năng lực khá là hữu ích trong việc đi khám phá như vậy. Bây giờ thì mình coi chắc mình sẽ làm trước cái trứng phượng hoàng đi, kẻo một hồi mình quên á. Mình sẽ cần có một cái trứng bình thường, rồi sau đó bao bọc lại bằng những cái bột phượng hoàng. Đó, mình sẽ tạo ra được một cái trứng phượng hoàng luôn. Uầy, mình sẽ đặt xuống thở. Ây, ai ai ai, quên. Ồ, mình quên cho Deinonychus ăn à. Em bị đói. Ui mày thế. Rồi, giờ thì ấp trứng phượng hoàng nào. What? Cái trứng phượng hoàng nó bự tới vậy á. Hiện tại thì cái quá trình này mới diễn ra 0% thôi. Còn lâu lắm trứng phượng hoàng mới nở. Để mình đem xuống dưới này cho chắc. Dưới này hiện tại thì không có ai, không có nhóc khủng long nào sinh sống hết, nên sẽ an toàn hơn. Rồi từ từ mà ấp nha trứng phượng hoàng. Trời, hồi hộp quá à. Ôi, tính ra mình nếu mà ấp thành công thì sắp tới mình còn có thể nuôi được cả phượng hoàng à. Uầy. Trở lại với công việc của mình thì bây giờ mình sẽ nung tiếp mấy cái thủy tinh này, cát thành thủy tinh. Để một xíu mình còn xây dựng nào. Trong lúc này thì mình sẽ chọn một cái khu vực để mình làm nơi ở cho thằng lằn vỉa hè mới được. Mình nghĩ á, thằng lằn và những loài côn trùng trong tương lai mình kiểu như hồi sinh thì mình sẽ cho hết vào khu vực này. Và cái chỗ này thì mình sẽ xây cho nó cao, thiệt là cao luôn. Rồi sau đó trồng những cái cây thời tiền sử. Có gì thì những loài côn trùng sẽ trèo lên những cái cây này và sống. Ở dưới thì sẽ là những loài thằng lằn chẳng hạn. Ý tưởng nó cũng khá là hay ấy. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải lắp cái chỗ hang này lại cái đó. Tại vì cái chỗ này nó hở hơi bị nhiều nè. Bữa giờ mình dùng đá cuội cũng hơi nhiều á, mà giờ gần hết đá cuội rồi. Nên là mình sẽ xuống hang để dùng cây cúp mình đào một tí cái nè. Đầu tư. Ồ, ở đây còn có công trình nữa. Ê, nó có sắt kìa. Xin luôn.
đang thiếu sắt mà gặp ngay cái chỗ nó cho mình sắt nữa chứ. Lượm về, lượm về. Bữa nay mình hên thật sự. Rồi, giờ thì tiếp tục lấy thêm đá cuội nhiều nhiều để một tí còn còn xây nơi ở cho khủng long nào. Ồ, đào chỗ hóa thạch mình còn được một cái đầu lâu đáng sợ dưới đi. Với cả là một cái hóa thạch đặc biệt nữa nè. Lượm về luôn. Ok. Sau khi có được đá cuội rồi, mình sẽ bắt đầu đục những cục đá cuội này ra thành cái mẫu đá đẹp đẹp một tí. Lần này thì mình sẽ đổi loại đá xây dựng đi. Mình sẽ dùng thử cái loại marker này xem. Không biết cái marker này sẽ trông như thế nào nhờ. Đẹp thì dùng luôn. À, nó không có liên kết với nhau. Cái này chỉ để trang trí thôi chứ xây cột thì không đẹp lắm. Còn loại này thì sao? Loại này nhìn có vẻ nó liên kết nè. Oh, loại đá này đẹp nha. Đá cuội này đẹp nè. Rồi, quyết định vậy đi. Mình sẽ dùng cái loại đá indented này để làm nơi ở mới cho thằng Lăng. Khu vực này thì mình sẽ xây nó kiểu một cái lồng kính mà nó kéo dài lên. Thành thử ra là mình sẽ cần có những cái cột thật là cao mới được. Mình sẽ xây nó không quá bự đâu, vừa vừa thôi. Rồi, vậy là đã xác định được những cái cột rồi. Giờ thì mình sẽ kéo nó lên cao thiệt là cao. 17, 18, 19, 20. Ui, 20 mà vẫn chưa đủ cao so với cái cây thời tiền sử cơ. Nhưng mà trước mắt là mình sẽ xây một cái lồng kính cao cỡ 20 ô như vậy đi. Chỗ này một tí là mình sẽ gắn thủy tinh vào, nên là bây giờ mình cần phải dọn nó ra liền. Trụ đã có rồi, giờ thì làm cái cổng vào nè. Cổng vào thì mình sẽ đặt ở hướng bên này đi. Cái cổng thì mình sẽ làm nó 2x2 thôi. Bé bé xinh xinh, vừa đẹp nha. Rồi mình sẽ tạo một cái đường viền ở phía dưới. Đấy, sau khi xây trụ và cổng cũng như là viền ở lớp dưới thì nhìn cái chỗ này nó đã đỡ trống hơn rồi. Công đoạn tiếp theo là mình chỉ cần lấy thủy tinh và gắn vào thôi. Chiến này thì mình sẽ kiểu như đục thành loại thủy tinh nào ta? Bữa giờ mình dùng cái thủy tinh bong bóng nhiều lắm rồi. Bữa nay mình sẽ thử đổi coi. Mình dùng cái loại này. Loại này không biết là nó có kết nối lại với nhau không nè. Cái loại này đẹp. Nó trong suốt hoàn toàn luôn. Ây, mình tìm ra được một loại thủy tinh đẹp mới rồi. Mình sẽ gắn thử vào lớp dưới trước đã. Coi kìa, nó trong suốt luôn. Kiểu mình rất là dễ dàng ngắm từ bên ngoài ấy. Quá đã. Rồi, và như vậy thì mình đã kéo lên tới tới phần đỉnh rồi. Ê, à chỗ này nó bị lá cây vướng hàng gì. Trời đất ơi, dọn không sạch lá cây nó vậy á. Rồi, giờ thì đã cân đối hết rồi nè. Mình sẽ có thêm một cái lớp viền ở phía trên này nữa để kết nối những cái cột lại với nhau. Rồi, đây cũng như là cái bước gần như là cuối cùng để hoàn thành được cái lồng kính nuôi những cái loài thằn lằn cũng như là những loài côn trùng trong tương lai rồi. Không biết là cao như vậy có đủ để mình trồng cây thời tiền sử chưa nữa. Để bây giờ mình sẽ vô trong để mình ươm một cái mầm cây thời tiền sử rồi mình trồng vô trong đây thử nha. Loại cây nào sẽ được mình trồng đây ta? Mình còn có đúng một cái loại cây này thôi à. Ồ, nhưng mà trứng phượng hoàng thì chưa có lớn kìa. Ủa, kỳ vậy ta? Hay là phải đốt lên? Hình như trứng phượng hoàng phải ấp theo một cách đặc biệt nào đó thì mới nở được. Chứ mình đặt xuống không thì trứng không có ấp được. Ây da, căng à, căng à. Cái này chắc mình phải nghiên cứu về cách ấp trứng phượng hoàng sau mới được. Trong lúc chờ đợi ươm mầm mấy cái cây thời tiền sử thì mình sẽ thử hồi sinh lại cái loài cá mập thời tiền sử Megalodon. Loài cá mập này có thể nói là cực kỳ kiểu như mạnh luôn á. Nghe cái tên thôi là hiểu được cái độ khủng như thế nào rồi đó. Hồi hộp quá. Hy vọng là sẽ up thành công nha. Thường là mấy cái loài mạnh mạnh như vậy thì up nó dễ bị xịt lắm. A few moments later. What the heck? Cái gì vậy? Mình up Megalodon thất bại và cái kết là tạo ra thanh niên ma heo à. Ui ui, không ổn, không ổn, không ổn tí nào, không ổn tí nào. Su vậy ca. Sao mà đỡ được? Thôi thì cho thanh niên ma heo này ở trong vòng thí nghiệm của mình luôn. Thì bây giờ mình sẽ up lại cái DNA của Megalodon một lần nữa mới được. À, trong lúc chờ đợi thì mình sẽ lên trên và trồng hai cái mầm cây đã được mình ươm mầm rồi nè. Trồng vô cái lồng kính này thôi.
Mong là anh, cái chỗ này nó sẽ đủ cao để mình có thể trồng được hai cái cây này. À, mình sẽ trồng trước một cây ở trong góc trước. Này đây, bỏ một ít bột xương vào. Lớn đi. Oh. Oh my god, nó đâm lủng cái lồng kính luôn rồi. U là trời. Ý là mình đã trồng xây cao như vậy rồi đó. Thì cái tình cái gì mà mọc kỳ cục vậy? Ồ, cái cây này nó cao không đủ tầm luôn. Phải chi mình còn cái mầm cây bên kia thì hay biết mấy. Mình trồng trong đây chắc sẽ đẹp hơn là cái loài cây này á. Nhưng mà lỡ rồi biết sao giờ. Giờ chặt thì lại uổng. Ồ. Ủa. Ê. Thỉnh thoảng thì cái cây này nó sẽ rơi xuống mấy cái mầm cây cho mình. Ồ. Đã vậy. Công nhận có cây thời tiền sử đã nha. Rồi mình sẽ tận dụng liền, đem qua bên chỗ của Galimimus mình trồng thêm. Nè, Galimimus cũng có cây thời tiền sử nha. Được á, được á. Nữa? Cái gì hoài vậy? Mình lại up cái DNA của Megalodon thất bại nữa rồi. Chết tiệt. Đó, các bạn cũng thấy rồi đó. Những cái loài hùng mạnh thì thường là sẽ rất là khó để mình up thành công đấy. Mình đã thất bại lần thứ hai rồi. Lần này thì tạo ra một cái sinh vật dị dạng. Khá là nguy hiểm luôn. Ôi cái máy này xui quá không up ở đây, ở đó nữa. Mình sẽ đổi qua bên đây mình up đi. Hy vọng là lần này sẽ thành công. Còn bây giờ thì đưa thằng lằn vỉa hè vào cái nơi ở mới thôi. Mình nghĩ là em sẽ rất là thích cái nơi ở mới này cho xem. Chào vô, chào vô. Đây nha, thích nha. Ui nhưng mà chưa có cửa để mình đi làm cái cửa cái đó. Giờ mình đã khá giả hơn rồi, mình đã có sắt. Thành thử ra mình sẽ lấy sắt ra rồi làm cửa luôn. Đây, cửa sắt mới, cửa sắt mới. Gắn vô coi. Ui trời ơi, nhìn nó hiện đại thì cái chứ. Quá đẹp luôn. Nhưng mà trong này á thì mình nghĩ là mình nên làm vài cái chỗ để cho thằng lằn có thể kiểu như leo trèo á. Ok. Sau khi chỉnh sửa lại thì cái nơi ở của thằng lằn vỉa hè sẽ trông như thế này. Mình làm một cái chỗ giống như là cây cầu vậy. Đó. Để cho thằng lằn kiểu như có thể trèo, leo trèo cho thoải mái hơn. Và cũng như có thêm nhiều lá cây nữa để tăng cái phần tự nhiên trong cái khu vực này. Nhưng mà nãy giờ thì chưa thấy thằng lằn đi ăn trong những cái máy ăn tự động này. Ủa. Không đói lắm hả? Hay là đang ngủ ta? À, em đang ngủ, hèn gì không thấy ăn là phải rồi. Trời đất ơi. Rồi hiện tại thì mình chỉ mới có một cái loài thằng lằn thôi, chưa có loài côn trùng nào hết. Nên là trong tương lai nếu mà có thêm những loài côn trùng thì chắc mình sẽ mở rộng cái hệ sinh thái trong này hơn. Có thêm nhiều tầng ở phía trên để có gì côn trùng có thể sống chung với cả thằng lằn nữa. Còn ở phía dưới cái phòng nghiên cứu của mình thì không biết là DNA của Megalodon đã up thành công rồi. Bây giờ mình sẽ thử thả Megalodon xuống dưới cái hồ này. Uầy. Trước mặt mình đang là Megalodon, một loài cá mập có thể nói là rất là to lớn luôn ấy. Đây đây đây, mình sẽ thử thả zombie Bigman xuống coi cá mập có ăn được zombie Bigman hay không nha. Bữa nay mình sẽ cho cá mập ăn heo. À không ăn à. Ồ. Oh. Và cái chuỗi thức ăn của Megalodon là hầu như là thịt không à, thịt cá các thứ, ăn láng luôn. Hiện tại đang đói nè, mình sẽ cho ăn xíu đi. Và để nuôi được Megalodon thì mình sẽ cần một cái hồ có thể nói là tương đối bự. Để sau này em có thể kiểu tăng trưởng thoải mái về mặt kích thước. Nhưng mà vì bây giờ còn nhỏ nên là mình vẫn có thể nuôi ở dưới phòng nghiên cứu của mình được ấy. Yeah. Và công việc cuối cùng của mình trong ngày hôm nay là mình sẽ đi thuần phục cái loài Therizinosaurus mà hôm qua mình chưa có thuần phục thành công nè. Trời, cái tướng ngủ dễ thương chưa. Coi coi, có đói dữ không? Hơi hơi đói à. Vẫn chưa chịu nè. Ây, căng rồi. Tại nhìn em vui vẻ các thứ thì mình cũng vui rồi. Ồ ồ ồ ồ. Này thì dám bắn mình hả? Ê! Ê! Nó dám đánh gà City Party của mình, trời đất ơi. Oh no, chút xíu nữa là City Party đã hy sinh khi mà cố gắng bảo vệ mình thôi. Nguy hiểm thật chứ. Ok, thôi thôi thôi, giờ mình chắc phải đi ngủ thôi.
Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã khá là may mắn khi mà thành công, kiểu như hồi sinh được cá mập Megalodon. Trong tương lai thì mình tin chắc cái nhóc cá mập trên tay mình sẽ rất là bự cho Sam. Ngoài ra thì mình cũng đã làm được một cái nơi ở đàng hoàng cho Tita Alex nè, cũng như là Diplocaulus, và một cái kiểu như là lồng kính để mình nuôi những cái loài bọ sát trong tương lai nữa. Và sắp tới thì sẽ còn nhiều cái dự định nữa trong cái việc xây dựng nơi ở cho các loài động vật thời tiền sử của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye bye.